Và sau khi các bạn đã coi cái video tẩy rửa mặt của mình rồi thì bây giờ mình sẽ làm video dưỡng da. Và chúng ta hãy bắt đầu với những bước dưỡng da của Hami nha. Buổi sáng thức dậy thì mình cũng cố gắng làm một xíu dưỡng da để cho lúc make up lên thì da không có bị khô. Là cái bước đầu tiên mình sẽ dùng cái này làm nước, làm toner. Cái này thì được làm bằng tre và vitamin C với lại lá trà xanh, nó rất là tốt cho da và tự nhiên. Cái này thì của Hàn Quốc. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái tea tree oil của The Body Shop. Cái này thì ngăn cho không bị mụn. Thì cái tea tree oil là giúp chúng ta ngăn mụn và làm hết cái mụn nhanh hơn, nên là mình sử dụng cái này. Cái này thì mình rất là yêu thích. Dù nó là dạng dầu nhưng mà sau khi các bạn bôi lên thì nó khô rất là nhanh. Nó khô ngay lập tức và nó không có để lại mấy cái dính hay là nhờn như các loại dầu dưỡng khác, nên là mình rất là thích cái chai này. Mình sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm của Clinique ở dưới make up, tại vì hoặc là dưới kem chống nắng thì cái này nó khô ngay lập tức và không có cảm giác là bị dính hay là bết da. Và cái bước skincare buổi sáng của mình rất là đơn giản, chỉ có 3 cái bước này thôi. Và cái rửa mặt bằng máy rửa mặt là 2 cái này. Chúng ta hãy bắt đầu với cái bước dưỡng da ban đêm của mình nha. Thì vào ban đêm thì mình dành rất là nhiều thời gian dưỡng da, và cái bước đầu tiên của mình vẫn sẽ là cái toner này, vì nó là dạng xịt nên là rất là nhanh. Mình chỉ cần xịt 1, 2, 3 lên má, lên trán và 2 má, sau đó mình thắp nhẹ lên mặt là đã xong cái bước này rồi. Thì nếu mà cái hôm nào mình cảm giác da mình bị khô thì mình sẽ làm xịt 2 lần bước toner. Sau đó thì mình sẽ xài essence. Thì cái essence mà mình thích là của Lancôme. Cái này là Blanc Expert của Lancôme. Cái này thì lúc mà lấy ra thì các bạn nghĩ là dạng nước, nhưng mà lúc mà lên mặt đó, thì nó rất là dính và cảm giác nó dày hơn nước một xíu, và cảm giác là các bạn có nhiều độ ẩm hơn. Cái này là cái yêu thích của mình. Thì sau khi xài cái này được một thời gian thì mình cảm giác là da mình nó sáng hơn. Sau khi mình xài essence thì mình sẽ xài đến serum. Thì cái chai này thật ra là không phải là cái chai của cái này mình đang xài, cái chất mà mình đang xài, nhưng mà tại vì mình thích cái dạng chai mà nó drop á. Sử dụng cái này làm cái chai đựng cái serum của mình. Và cái chai này thật ra là Dr. Charge. Mình đã bỏ cái chất ở bên đây. Cái này thì rất là phù hợp cho các bạn mà da hay bị không đều màu và bị khô. Và mình rất là xài cái chai này được khoảng 3 tháng rồi và mình rất là thích. Sau khi xài cái serum xong thì có hôm nào mà da mình cảm giác như là bị mụn hoặc là sắp có mụn thì mình sẽ xài cái CC này, cái Melano CC này của Nhật. Và cái này mình mua là tại vì mình coi snap của chị Trang thì nói là có rất là nhiều bạn nói với chị Trang là cái này tốt nên mình đã mua xài, và công nhận thì rất là tốt. Khi mà các bạn mà trước khi có mụn hay là cảm giác mà mình không có mụn thật bự, các bạn bôi vào một cái là coi như ngày sáng hôm sau là hết sạch ngay cái mụn đó. Và cái này thì mình xài sau serum vào hôm những hôm mà mình có mụn, còn nếu không thì mình sẽ xài, nếu mà không xài cái này thì mình sẽ xài ngay sau đó là cái này. Cái này thì cái mình nói lúc nãy là cái tea tree oil để cho da không có bị mụn và ngăn ngừa mụn trước khi nó nảy nở. Vì từ cái lúc xài em này thì đến giờ thì mình cảm giác như là lâu lâu không hay cận cục, nhưng mà nó rất là ít. Và sau khi xài cái bước đó thì cái bước cuối cùng của mi sẽ là dưỡng ẩm. Và cái bước dưỡng ẩm thì mi vẫn xài cái SK-II. Và cái SK-II của mình thì mình để ở bên kia, tại vì cái hộp nó bự quá nên mình đã bỏ một chút vào cái hộp nhỏ hơn. Là cái SK-II, cái Sun Power của mình nó đã không sản xuất nữa nên mình đã đổi thành cái dưỡng ẩm RNA, và mình sẽ để cái hình ở ngay đây. Đó là tất cả những cái bước mà mình dưỡng da mỗi ngày. Và nếu những cái hôm nào mà mình có mụn thì mình sẽ vẫn xài cái Betadine. Thì hiện giờ thì mình đã xài hết cái chai của mình rồi, thì là mình không có mang Mình chưa mua cái chai mới, mà đây là một cái ví dụ về cái chai Betadine. Thì nó chỉ là giống như cái chai thuốc đỏ. Có nhiều bạn hỏi My là cách sử dụng như thế nào. Từ năm ngoái đến nay rất là nhiều người nhắn tin cho My hỏi cách sử dụng như thế nào. Thì trong video trước thì My quên nói cách sử dụng cho các bạn. Thì My thường lấy một cái đồ bông ngoáy tai và cho một xíu lên bông, là chấm vào cái nốt đó, nốt mụn, và để qua đêm. Thì sáng hôm sau chỉ rửa sạch lại bằng nước lạnh thôi. Và mình chỉ làm xài Betadine mỗi tối, hoặc là những cái hôm nào mà ở nhà không có đi ra ngoài đường thì mình sẽ xài Betadine. Có nhiều bạn hỏi My là tại sao da My nó không nở ít khi bị mụn và da nó láng, thì do là lúc mà có mụn thì My cố gắng sử dụng kem chống nắng. Thì kem chống nắng sẽ giúp cho da sẽ có một cái lớp bảo vệ da khỏi ánh nắng và giúp cho cái mụn nó không có bị thâm, nên là các bạn cố gắng sử dụng kem chống nắng nha. Đây là hai cái loại kem chống nắng mà My xài. Thì cái này là hai cái này đều dành cho da dầu, nhưng mà hoặc là da thường. My là da khô, nhưng mà My rất là thích xài cái loại kem dưỡng ẩm hoặc là kem chống nắng buổi sáng, là dành cho da thường hoặc là da dầu. Vì nó lúc mà My để cái lớp makeup lên đó, thì nó không có cảm giác nặng và không có cảm giác là quá nhiều dưỡng ẩm trên mặt My. My thấy nó hơi khô, hơi lì một xíu, là My thích hai cái em này. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi My và yêu thích những cái video của My. Hẹn các bạn vào video lần sau.